Em chào toàn thể anh em nhá. Hàng đợt này về đẹp thật. Đúng là em bảo mấy anh em ở nước ngoài gom cho ít, bảo là mấy con xấu thì không lấy nữa, mà giờ chỉ có lấy có những con đẹp thôi, chứ xấu quá thì không muốn lấy. Đây, anh em gom cho một loạt đây. Nó thật là cái lô này công nhận là ưng ý nhất trong tất cả, gọi là chục lô vừa rồi lấy chục lô là lô này là đẹp nhất đấy. Đây, lô 4 lỗ gần như là mới. Nếu mà lọc mới này ấy thì nó có giá cực kỳ là đắt anh em này. Lọc Mỹ mà mới là rất là đắt, con này gần như là như mới rồi mà giá thì vẫn như giá hàng bãi, rất là rẻ cho anh em chơi. Anh em nào có nhu cầu liên hệ Sơn Loa Audio, em trả lời 24/24, còn không thì em chỉ quay clip để mang tính chất chia sẻ xây dựng kênh, để anh em nào thỏ hỏi có nhu cầu là anh em ấy chủ động gọi rồi, bởi vì nó cũng chẳng có nhiều. Phải nói là zin luôn, đẹp, anh em nhìn là biết đấy. 15 ma chạy phê lòi luôn. Mẹ được cái lô này may thật. May cái lô này thì xem nào mà mẹ được cái lô tròn cho mình được cái lô ngon. Ngon vãi luôn. Công nhận. Tiền nào của đấy, lô này đẹp. Cái dây còn đẹp sáng sủa thế này cơ mà. Cái dây sáng sủa thế này cơ mà. Anh em. Còn đây đây là 4 nhá. Cho anh em xem nhá. Còn đây có được lẫn thêm 3 con 8. Cũng rất là sáng sủa đẹp. 2468. Đấy, chống quá áp, chống xét, chống quá áp đầy đủ, không có con nào đầy đủ, chống xét, chống quá áp đầy đủ luôn, tuyệt vời, ưng giật, cái lô này công nhận là ưng. Đấy, dây nguồn dài, to, đẹp. Đấy, con 8 thì dây nó màu đen. Đấy, con 4 thì dây nó màu trắng. Nhưng mà công nhận đẹp thật. Phải nói là cái lô này là mình ưng ý nhất trong tất cả mấy cái lô mình đã từng lấy. Quá ưng ý luôn, gần như là mới. Mới đét luôn. Sướng thật. Đấy. Con 4 thì bằng nửa, gần như bằng một nửa con 8. Đấy, hai con 4 thì dài hơn tí. Đấy. Đẹp thật. Thì bọn đi số 3 chip clip này. Hàng Mỹ nó làm chắc chắn. Cạch. Nhìn chắc chắn. Đấy. Công nhận là sướng. Chơi lọc này anh em chơi, anh em sắm lọc này thì anh em mới thấy được cái hiệu quả của nó. Em cũng đã sắm máy để đo test cho anh em rất cẩn thận rồi. Còn cái lô này thì thật sự may mắn là bây giờ em chuyển luôn cho các bác, đã chuyển khoản, em chuyển luôn cho các bác đây. Giờ còn vài em nữa thôi, anh em lấy khẩn trương. Em vừa bảo cho mấy anh em ở bên kia cũng tuyển cho được những con như thế này thì mới lấy này, cho nên những con đẹp như thế này thì gửi về, nhiều con đẹp thật. Lô này công nhận là sướng, lô này quá đẹp luôn. Ok anh em nhá, anh em có nhu cầu là khẩn trương. Nét như Sony luôn, sạch sẽ luôn. Tất cả các lọc của em thì chạy tất cả mọi loại điện nha anh em nhá. Anh em cứ điền vào bao nhiêu thì ra bấy nhiêu, có thể chạy 100V cũng được mà 220V được, thoải mái. Đấy. Cái điều hay của em là như vậy. Rồi, xin cảm ơn anh em.